Ngọc Lan. Con xin được kính chào tất cả quý quan khách đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý quan khách, hôm nay là lễ kỷ niệm 40 năm ngày giỗ của vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Đến dự buổi lễ hôm nay có các nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vi, nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng và các nghệ sĩ phụ trào đoàn Thanh Minh. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Mộng Tuyền, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, nghệ sĩ Xuân Lan, nghệ sĩ Phúc Nhĩ, nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt, cùng với các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ cũng như quý báo đài và khán giả đã yêu mến nghệ sĩ Thanh Nga trong suốt thời gian qua. Và bây giờ con xin được mời nghệ sĩ nhân dân Kim Cương lên sân khấu để tuyên bố buổi lễ.